phải chi mà mình cao được như con này ha mấy bạn. Chân này mới gọi là chân dài, chân dài tới nách. Con này tới bây giờ luôn Vương còn chưa chọn được tên cho nó nữa. Hôm bữa mấy bạn đặt nhiều tên quá cho nên là Vương chưa có đặt được tên cho nó nha. Bây giờ bạn nào có đề nghị tên cho nó đi. Con ngoài kia tên là con Nick, đã tốt ở ngoài kia kìa, đặt theo tên của cái người bán cái nhà này cho nó nè. Nó ham ăn quá không ra chơi với tôi à. Con này không biết cởi được không ha. Vô cái cây thâm thấp xuống cao quá, cả mình dơ cái tay luôn này còn chưa cao bằng cái chân của nó nè mấy bạn. Cao dễ xài cao.